nay nhà mình sẽ ăn mì nha cả nhà. Mì ăn với bạch tuộc, với tôm, nấm, rau cần nha cả nhà. Bây giờ mình nấu nước để nấu mì nha cả nhà. Phớt luôn à? Đẹp không? Đẹp. Ủa miếng miếng không? Dễ dãi à? Dễ giờ luôn á mẹ. Bây giờ có sáng mình không mẹ? Con cũng sáng nữa mẹ. Với một đá sẽ liền luôn. Mình bỏ mì vô nha cả nhà. Con mở chưa con? Con cũng muốn bỏ nữa à? Con bỏ nha. Bỏ cái này nè, lấy ra đi. Bỏ mì nha mẹ. Để con.
nóng nha. Hai đó mình sẵn rồi nè. Đây này có cay không nè? Mẹ sẽ dở rồi ta. Mẹ sẽ dở ra hả? Mẹ nó bực đêm á. Đó. Nha, mẹ có cần của mắm không? Mày đi dục nha mẹ. Mời cả nhà ăn mì cùng gia đình mình nha. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Nãy giờ thì bà xã của mình đã nấu mì nha các bạn. Bây giờ nhà mình sẽ ăn cái món mì này. Giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái mì buổi tối của gia đình mình nghe các bạn. Ngon quá à cơ. Ngon quá à. Quá ngon các bạn ơi. Mời tất cả các bạn cô bạch tuộc nha. Hôm nay nấu chưa đúng cho lắm hết kìa. Chưa đúng rồi hả? Nếu mà không thấy hả? Chứ gì? Mà tất nhiên. Chứ cà rốt. Chứ chà mới đúng á. Chứ không hỏi. Chứ nha, từ từ nha. Cô bà tụt bự nha, từ từ thôi. Trời ơi, nó bự à. Trời mới chút xíu là biết gì nữa à. Chị giờ cũng chưa ăn cơm nên giờ mình ăn mì này cảm thấy rất là ngon nha các bạn. Quá ngon rồi. Ngon thì ăn cho hết. Tiếp tục con bạch tuộc nữa nghe.
Như hôm nay là bạch tuộc là chính nè, được quét con tôm nha các bạn. Quay mà nó không quay gạo hay bướm à? Đây, để còn cười con nữa mà cha cũng cười nữa, mà cha hỏi gì cha? Đó, chịu không biết dùng đũa mà rồi, mà anh biết dùng đũa rồi, chắc con. Mì của bà xã mình làm quá là ngon nha các bạn. Rồi, mình cũng dừng lại trong video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào. Con má mình sao?